Do vũ khí lớn chưa từng có được Mỹ và Anh viện trợ cho Ukraine. Ukraine đang vận động Mỹ hợp tác sản xuất Patriot. Hé lộ vũ khí thầm lặng mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ. Hé lộ vũ khí mới của Iran mạnh hơn S-400 có thể loại bỏ F-35 tàng hình của Mỹ. Israel dục dịch chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Rafa. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Theo đài RT, Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa qua tiết lộ gói viện trợ trị giá 500 triệu bảng Anh, tương đương 617 triệu đô la Mỹ cho Ukraina. Trong tuyên bố của mình, văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định đây là gói viện trợ vũ khí thiết yếu lớn chưa từng có. Với gói viện trợ được công bố, tổng viện trợ quân sự của London cho Kiev trong năm 2024 đã lên đến 3 tỷ bảng Anh, tương đương 3,7 tỷ đô la Mỹ. Ông Sunak tuyên bố, gói viện trợ này sẽ đảm bảo Ukraine có những gì họ cần để đẩy lùi quân đội Nga về nước. Vương quốc Anh sẽ luôn phát huy vai trò đi đầu của mình đối với an ninh châu Âu trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và sát sườn cạnh những đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Danh sách các thiết bị nằm trong gói viện trợ lần này của Anh gồm 60 tàu thuyền, như tàu đột kích xa bờ, tàu lặn, hơn 1.600 tên lửa tấn công và phòng không, trong đó có tên lửa Storm Shadow, 4 triệu viên đạn. Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm 160 xe Husky, 162 xe bọc thép, 78 xe địa hình. Gói viện trợ trên được Anh đưa ra ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden ngày 24 tháng 4 đã ký thông qua dự luật. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố Mỹ bắt đầu chuyển viện trợ cho Ukraine. Ông nói thêm những vũ khí sẽ được ưu tiên bàn giao cho Ukraine ngay lập tức, gồm các loại đạn phòng không, pháo cho hệ thống tên lửa và xe bọc thép. Ông cho biết nguồn cung sẽ đến từ kho dự trữ của Mỹ và sẽ được bổ sung bằng các sản phẩm do các công ty Mỹ sản xuất. Lầu Năm Góc đã công bố chi tiết gói viện trợ gồm đạn pháo 155mm, 105mm, cũng như đạn súng cối 60 mm, đạn cho bệ phóng tên lửa đa năng dòng HIMARS, các bệ phóng chống tăng vác vai và đạn vũ khí nhỏ. Gói này cũng cung cấp khả năng phòng không, cụ thể là tên lửa Stinger vác vai, tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow phóng từ tàu và tên lửa phòng không AIM-9M Sidewinder phóng từ trên không. Trong một phát biểu đăng tải trên mạng xã hội X vào dạng sáng 25 tháng 4, tổng thống ukraine ông volodymyr zelensky đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng gói viện trợ quân sự của mỹ cho ukraine vừa công bố rất quan trọng đồng thời với việc cảm ơn người mỹ người đứng đầu nhà nước ukraine cho rằng điều quan trọng nữa là các thỏa thuận đạt được giữa ông và tổng thống joe biden phải được thực hiện đầy đủ ông zelensky cam kết sẽ đáp trả những gì mà phía nga đã tận dụng cơ hội nửa năm tranh luận và nghi ngờ về gói viện trợ mới cho ukraine để gây ra hậu quả đối với ukraine bao gồm việc tấn công vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, năm nay, quân đội Nga sẽ nhận được những mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới với hai phiên bản. Ngoài ra, các hệ thống tên lửa phòng không như S-400, S-300V4, hệ thống tên lửa buk M-3, to M-2U và các trạm radar thế hệ tiếp theo cũng sẽ được đưa vào biên chế. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tỷ lệ các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại trong biên chế quân đội Nga là 82% và sẽ tăng lên 85% trong 2 năm tới. Được biết vào tháng 2 năm nay, truyền thông Nga đưa tin hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus đã hoàn thành xuất sắc hàng loạt cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, thực hiện thành công việc theo dõi và đánh chặn các loại vũ khí siêu thành. S-500 Prometheus đại diện cho thành tựu mới nhất trong lĩnh vực hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Tổ hợp này có thể hoạt động ở độ cao lên tới 200 km và ở phạm vi lên tới 600 km, giúp chống lại hiệu quả không chỉ các mối đe dọa khí động học mà còn cả các mối đe dọa trong không gian, bao gồm cả các vệ tinh ở quỹ đạo thấp của trái đất. Chuyên gia Nga Dmitry Konev đánh giá cao khả năng của S-500, nhấn mạnh rằng hệ thống này không chỉ có khả năng đối phó đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển với tốc độ siêu thanh mà còn chống lại đầu đạn dẫn đường cũng như các hệ thống tầm ngắn tương tự. Theo ông, thành công của Prometheus trong việc chống lại các mục tiêu siêu thanh, có lẽ đạt được nhờ radar mới và hệ thống máy tính mạnh mẽ. Nó cung cấp khả năng xử lý thông tin từ radar và tạo dữ liệu cho các bệ phóng. Chuyên gia quân sự Nga nói thêm rằng, tên lửa đạn đạo truyền thống có thể được phát hiện từ khoảng cách khoảng 2.000 km, giúp hệ thống phòng không có nhiều thời gian để tính toán quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, các mục tiêu siêu thanh không đi theo quỹ đạo đạn đạo cao mà di chuyển dọc theo rìa khí quyển. Phạm vi phát hiện có thể chỉ từ 300 đến 500 km thay vì 2.000 km như thông thường. Do đó, thời gian phản ứng giảm đi đáng kể, đòi hỏi phải tính toán nhanh chóng đường đi dự kiến của nó và phóng nhiều tên lửa để hạ gục mục tiêu một cách dứt khoát, an toàn. S500 Prometheus có thể đánh chặn nhiều loại tên lửa, từ hệ thống tầm ngắn đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cũng như các tổ hợp dẫn đường siêu thanh và tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ cao ở độ cao tương đối thấp. Cho đến nay, S500 vẫn là một ẩn số. Chương trình S500 được phát triển bí mật Tin tức về sự tồn tại của hệ thống này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vào năm 2009, mặc dù việc tạo ra nó đã được tiến hành từ rất lâu trước đó. Đến năm 2022, truyền thông bắt đầu đưa tin về việc giao hàng cho quân đội Nga. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật và đặc tính cụ thể của S500 vẫn chưa được công bố. S500 được coi là một sự bổ sung chứ không phải thay thế cho các hệ thống phòng không S400 hiện đại. Nó được thiết kế để bảo vệ các trung tâm hành chính và công nghiệp thiết yếu của quốc gia chuyên gia Cornep nhấn mạnh khả năng kết hợp giữa S500 và S400. Khi hoạt động song song, các hệ thống này có khả năng loại bỏ hầu như mọi mối đe dọa trên không và trong không gian. Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Trước đó, Hạ viện ngày 20 tháng 4 đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine dự luật được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành thành luật. Trong gói viện trợ cho Ukraine, khoảng 23 tỷ đô la Mỹ sẽ được Mỹ sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí, tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tài cho Ukraine. 14 tỷ đô la Mỹ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép lầu năm góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ và chuyển cho Kiev. Đây có thể là gói viện trợ cuối cùng của Mỹ dành cho Ukraine cho đến khi các cuộc bầu cử tổng thống, hạ viện và một phần thượng viện Mỹ diễn ra vào tháng 11. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện cho rằng, Quốc hội đã gửi thông điệp cảnh báo đến các đối thủ bên ngoài rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và các đối tác khác. Việc dự luật viện trợ của Mỹ được lưỡng viện thông qua nhanh chóng giúp Ukraine và các đồng minh của nước này thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự thất vọng về sự chậm trễ do đấu đá chính trị nội bộ trong Quốc hội Mỹ gây ra vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, do Kiev vẫn phải đối mặt với vài tuần bấp bênh trong lúc chờ đợi vũ khí và đạn dược cực kỳ cần thiết được chuyển đến. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với MSNBC gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự chậm chế đã gây ra hậu quả thực sự cho Ukraine. Mặc dù không có thể trực tiếp quy các thất bại của Ukraine là do viện trợ chậm chế, nhưng điều chắc chắn là tình hình đã xấu đi đáng kể trên một số mặt trận trong thời gian này. Katerina Stepanenko, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết viện trợ đến quá muộn. Ukraine đã mất 583 km vuông lãnh thổ vào tay lực lượng Nga phần lớn là do thiếu đạn pháo. Sau khi Adipka thất thủ, ông Biden thẳng thừng đổ lỗi cho sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ. Trước đó, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine về cơ bản sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Người phát ngôn của Tổng thống Nga cảnh báo tiền bạc và vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ dẫn đến nhiều thương vong và tổn thất nặng nề cho người dân Ukraine. Trước đó, ông Peskov cho rằng quyết định phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine sẽ làm cho nước Mỹ giàu hơn hủy hoại Ukraine thêm nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thất bại ồn ào ngang với ở Afghanistan. Bà cho rằng gói viện trợ trên sẽ khoét sâu các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới. Thượng viện Mỹ ngày 24 tháng 4 đã thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, trong nhiều tháng, vấn đề viện trợ cho Ukraine rơi vào thế bế tắc tại Quốc hội Mỹ phần lớn là do cựu Tổng thống Donald Trump phản đối. Khoảng một nửa số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ từng cho biết họ sẽ phản đối hỗ trợ Kiev nhiều hơn và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không thể phá vỡ bế tắc này. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump, ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đã chỉ trích khi Mỹ cung cấp cho nước ngoài hàng tỷ đô la Mỹ, trong khi các vấn đề an ninh tiếp tục gia tăng ở trong nước. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy, khi ông ngày càng lên tiếng phản đối Mỹ hỗ trợ Ukraine thì sự ủng hộ của cử tri đảng cộng hòa cũng ngày càng giảm sút vấn đề trên kết hợp với một số hoạt động tiếp cận chiến lược của các thượng nghị sĩ đảng cộng hòa cùng một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa chính trị đối với gói viện trợ đã giúp thuyết phục ông trump thay đổi quan điểm về viện trợ cho ukraine điều đó đã dọn đường cho chủ tịch hạ viện johnson đưa dự luật ra thông qua vào cuối tuần trước mà không gây ra sự phản ứng của ông trump Gói viện trợ mới hơn 60 tỷ đô la Mỹ liên quan đến Ukraine phần lớn là dành cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ hoặc lầu năm góc để bổ sung vũ khí và trang thiết bị đã được cung cấp cho Ukraine. Sự thay đổi quan trọng trong gói viện trợ là dành 9,5 tỷ đô la Mỹ cho hỗ trợ kinh tế dưới hình thức các khoản vay chứ không phải trợ cấp để phù hợp với ý tưởng mà ông Trump đã đưa ra nhiều tháng trước đó. Ngoài ra, một nhóm thượng nghị sĩ gồm thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Kevin Cramer và Mark Wayne Mullin đã thảo luận với nhau để lên chiến lược. Sau đó, họ thảo luận với ông Trump. Ông Trump đưa ra tuyên bố vào tháng 2 năm nay rằng chúng ta không bao giờ nên chuyển tiền mà không có hy vọng được hoàn vốn hoặc không có ràng buộc kèm theo. Ông Trump thường có quan điểm phức tạp về Ukraine. Nhiều lần chỉ trích Ukraine, nhưng những người gần gũi với cựu Tổng thống Trump cho biết ông đã bắt đầu lắng nghe nhiều quan chức khác nhau, những người đã cảnh báo ông về những hậu quả tiêm tàng nếu Nga chiến thắng. Ngoài ra, họ cũng nói về cơ hội mà Mỹ có thể làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình liên quan đến xung đột Nga-Ukraine nếu ông Trump thắng cử. Trong khi đó, tờ New York Times bình luận rằng cựu Tổng thống Mỹ đã có quan điểm mềm mỏng hơn về vấn đề hỗ trợ Ukraine, một phần là để ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Johnson, đồng thời cũng hạn chế gây áp lực lên Đảng Cộng hòa về vấn đề này. Về phần mình, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 24 tháng 4 nhận định ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trên. Thứ nhất, điều đó giúp ông loại bỏ bất đồng với các đảng viên Cộng hòa ủng hộ giúp đỡ kỳ Và quan trọng hơn là với các nhà tài trợ cho chiến dịch bầu cử của đảng này, với tư cách là ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, nơi sẽ nhận được ít nhất 3 phần tư số tiền được phân bổ để mua vũ khí cho Ukraine. Thứ hai, gói viện trợ cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của ông Trump liên quan đến việc phân bổ kinh phí để bảo vệ biên giới với Mexico, cùng với các điều khoản về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, cũng như chỉ phân bổ tài trợ cho Kiev dưới dạng một khoản vay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Ban Johnson cho biết Stockholm không loại trừ khả năng cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, chúng tôi ưu tiên đóng góp tài chính để có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không bổ sung. Theo Bộ trưởng Ban Johnson, Thụy Điển sẽ chuyển các hệ thống phòng không khác để có thể giảm bớt một số áp lực đối với nhu cầu phòng thủ của Ukraine. Ông Pan Johnson cũng chỉ ra rằng sau khi phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine, Mỹ có thể tăng cường cung cấp hệ thống phòng không tối tân cho Kiev. Trước đó, ông Pan Johnson cho hay Stockholm đã đồng ý cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không vác vai RBS-70. Ông cho biết thêm rằng Stockholm đang tập trung vào đóng góp tài chính, nhưng cũng có thể chuyển thêm RBS-70 nhằm giảm bớt một số áp lực lên Patriot. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Alvarez nói, Chúng tôi nhận thức rõ nhu cầu phòng không của Ukraine, đặc biệt là đối với tên lửa Patriot, và chúng tôi luôn cố gắng làm bất cứ điều gì có thể. Nhưng vì đây là một cuộc xung đột thực sự, nên tôi không thực sự ủng hộ ý tưởng tiết lộ quá nhiều về những gì chúng tôi cung cấp, khi nào và từ đâu. Các bộ trưởng EU cho biết đang xem xét cách cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, nhưng chưa đạt được cam kết về tên lửa Patriot mà Kiev coi trọng nhất trong bối cảnh Nga tăng cường không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố của Ukraine. Chính phủ nhiều nước Liên minh châu Âu-EU đang chịu áp lực phải cung cấp thêm hệ thống bảo vệ cho Kiev. Tuy nhiên, trong cuộc họp tại Luxembourg, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng từ những quốc gia sở hữu hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, loại Ukraine đã sử dụng và đánh giá cao về khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo đều không thể đưa ra cam kết cung cấp hệ thống này cho Kiev. Các quan chức cho rằng rất khó để các nước chuyển Patriot vì chúng là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ quốc gia. Giới chức Ukraine phản bác nguy cơ các nước EU bị tấn công bằng đường không là rất thấp, trong khi Ukraine thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tập kích như vậy. Hy Lạp từ lâu đã phản đối việc gửi các hệ thống phòng thủ cỡ lớn hoặc tiêm kích tới Ukraine, chủ yếu là do căng thẳng giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi liệu Hy Lạp có kế hoạch gửi hệ thống tên lửa đất đối không S-300 tới Ukraine hay không, người phát ngôn chính phủ pavlos marinakis cho hay sẽ không có bất kỳ động thái nào dù chỉ gây nguy hiểm ở mức tối thiểu đến khả năng gian đe hoặc phòng không của đất nước kể từ khi ukraine thúc đẩy đồng minh viện trợ thêm hệ thống patriot trong những tuần gần đây đức là quốc gia eu duy nhất cam kết bổ sung cho họ đức cũng đang dẫn đầu nỗ lực mua thêm hệ thống phòng không từ các nước khác nhằm hỗ trợ ukraine thông qua việc quyên góp thiết bị và đóng góp tài chính tại cuộc họp ở luxembourg các quan chức eu đồng thời nhấn mạnh họ sẽ không tự mãn trước việc Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua gói hỗ trợ Ukraine trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang điều đạn đẩy lôi quân đối phương. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp tư lệnh cấp cao Nga vừa qua, ông Shoigu tuyên bố Nga đã giành được từ tay Ukraine các ngôi làng Povomyskoye và Novomikhailovka phía tây và tây nam thành phố Donetsk cũng như khu định cư Bogdanovka cách không xa Bakhmut, tức Atemos. Bộ trưởng Shoigu cho biết, vùng kiểm soát của Nga đang được mở rộng ở Berdychi và Georgievka, phía Bắc và Tây Donetsk. Vị tướng Nga khẳng định tiềm lực chiến đấu của nước này cho phép họ tấn công liên tục và ngăn ngừa đối phương giữ được phòng tuyến. Tướng Shoigu nhắc lại cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 và nói rằng dù được NATO giúp đỡ về vũ khí và lối đánh, cuộc phản công đó vẫn thất bại. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga cho biết nước này sắp tới đây sẽ đẩy mạnh hơn nữa sản xuất quân sự trong lúc gia tăng cường độ tấn công các trung tâm hậu cần cất trữ vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, giới chức Ukraine thường xuyên lý giải việc họ phải rút lui là do thiếu đạn dược và viện trợ từ phương Tây. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Kiev chưa sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tiến công mới của Nga. Tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, dự báo Kiev sẽ đối mặt với tình hình khá khó khăn vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 tới. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu binh sĩ kể từ khi bắt đầu kế hoạch vào tháng 2 năm 2022 đến nay. Theo ông Shoigu, Ukraine đã không đạt được mục tiêu trong cuộc phản công được các thành viên NATO hậu thuẫn. Lực lượng của chúng tôi đã phá vỡ tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Thời gian tới, quân đội Nga dự định sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine. Ông Shoigu thông tin phần lớn gói hỗ trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ do Mỹ phân bổ cho Ukraine sẽ quay lại tài trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Ông Shoigu nói, Washington dự định phân bổ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Kiev để ngăn chặn sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine. Phần lớn số tiền phân bổ sẽ chính là những khoản tài trợ ngược lại cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự trước mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh. Ông Shoigu tiết lộ, năm nay Quân đội Nga sẽ nhận hệ thống tên lửa phòng không S500 thế hệ mới với hai phiên bản, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa S400, S300V4, Buk M3, hệ thống tên lửa phòng không TOR M2U và các trạm radar thế hệ mới. Lữ đoàn cơ giới 47 đã chiến đấu gần một năm không ngừng nghỉ. Các binh sĩ của lữ đoàn này đều đã mệt mỏi và các tiểu đoàn của họ đang cạn dần các phương tiện chiến đấu M2 Bradley, tốt nhất cũng như xe tăng M1 Abrams. Lữ đoàn 47 cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi theo kế hoạch này là cơ hội để Moscow gây ra cho Kiev thất bại nặng nề. Khi lữ đoàn cơ giới 47 đang rút lui từ tiền tuyến phía đông làng Ocheretino cuối tuần trước, Nga đã tấn công và gần như xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine để tiến vào vùng đất không được phòng thủ, ngăn cách thành phố Pokrovsk khỏi tiền tuyến. Lữ đoàn cơ giới 115 của quân đội Ukraine được cho là sẽ thay thế lữ đoàn cơ giới 47 dọc tiền tuyến nhưng đã có một sự cố xảy ra. Theo ông Mikola Menik, đại đội trưởng của Lữ đoàn Cơ giới 47, người vừa mất một chân trong cuộc phản công mùa hè, một số đơn vị đã bị tiêu diệt. Các trinh sát và những người điều khiển UAV của Nga đang giám sát các vị trí từng do Lữ đoàn Cơ giới 47 dày dặn kinh nghiệm chiến đấu kiểm soát, cho rằng sẽ tìm thấy các binh sĩ mới từ Lữ đoàn Cơ giới 115 trong cùng chiến hào, nhưng họ không tìm thấy ai. Đây là cơ hội để Lữ đoàn Súng trường Cơ giới 30 của Nga xuôi theo tuyến đường sắt chạy về phía tây từ Adipka và chiếm được một giải đất hẹp nhô ra, trông giống như một con dao dài 8 km đâm vào phòng tuyến Ukraine với mũi dao xuyên một nửa vào Ocheritino. Một bước đột phá của Nga có thể đánh sập toàn bộ phòng tuyến phía tây Adipka của Ukraine và buộc hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine phải rời khỏi Donetsk. Mùa thu năm 2022, Ukraine từng tuyên bố đã đạt được đột phá quanh Kharkov dẫn đến một cuộc tháo chạy lớn của quân đội Nga. Lý do duy nhất khiến Nga không tiến sâu hơn vào hậu phương Ukraine cuối tuần trước là vì lữ đoàn cơ giới 47 đang rút đi, đã quay lại và tham gia chiến đấu. Ông Menits cho biết lữ đoàn cơ giới 47 đã hoạt động trở lại. Trong vài ngày tiếp theo, quân đội Nga sẽ mở rộng giải đất trên một chút, nhưng không tiến công xa hơn về phía tây. Hiện tại, Ukraine đã tạm tránh được một thảm họa. Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Nếu Nga có thể đưa lực lượng dự bị vào mũi đất trên, họ có thể kéo dài thời gian tiến quân của mình. Điều đáng chú ý là sư đoàn xe tăng cận vệ 90 của Nga đang ở gần đó và hiện đã sẵn sàng chiến đấu. Nếu sư đoàn này có thể di chuyển về phía Tây và củng cố mũi đất trên, thì ít nhất điều này có thể làm phức tạp thêm bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Trong trường hợp xấu nhất đối với Ukraine, sư đoàn xe tăng của Nga có thể buộc lữ đoàn cơ giới 47 đang mệt mỏi phải rút lui về phía Tây. Tin tốt cho quân đội Ukraine là họ sắp nhận được rất nhiều đạn dược và một lô xe tăng M2 mới cho lữ đoàn cơ giới 47. Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ đã sẵn sàng phê chuẩn gói hỗ trợ mới cho Ukraine sau 6 tháng chỉ hoãn do bất đồng lưỡng đảng. Tin xấu là bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra với lữ đoàn cơ giới 115 dường như đều mang tính hệ thống. Đây là đơn vị thứ hai của Ukraine sụp đổ ở mặt trận phía đông chỉ trong vài tuần qua. Đơn vị đầu tiên thất bại là lữ đoàn cơ giới 67, đơn vị đang bảo vệ thành phố dễ bị tổn thương nhất của Ukraine, đó là Chasovya, cách Adygea 32 km về phía bắc, cho đến khi xảy ra tranh chấp nội bộ trong ban tham mưu chỉ huy lữ đoàn, với nhiều người trong số họ là thành viên của một nhóm chính trị cực hữu, đã buộc Bộ Quốc phòng phải giải tán lữ đoàn lực lượng mặt đất của Ukraine chỉ có khoảng 100 lữ đoàn chiến đấu và nhiều lữ đoàn trong số đó đã kiệt sức sau nhiều tháng hoặc nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ, chẳng hạn như lữ đoàn cơ giới 47. Ukraine không thể để mất cả hai lữ đoàn vào lúc này và không thể tiếp tục sử dụng quá mức các lữ đoàn tốt nhất của mình. Hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí đang được chuyển đến, nhưng những vũ khí này sẽ trở nên vô dụng nếu không có đủ các đơn vị được triển khai có trật tự và được nghỉ ngơi đầy đủ để sử dụng chúng. Ông Vasily Anokhin Thống đốc vùng Smolensk viết trên kênh Telegram lúc khoảng 5 giờ giờ địa phương sáng ngày 24 tháng 4, khu vực của chúng tôi đang bị các UAV của Ukraine tập kích. Quan chức này thông tin các hệ thống phòng không Nga đang tích cực ứng phó với cuộc không kích của đối phương. Trong một thông báo trên kênh Telegram, ông Vasily Anokhin cho biết hỏa hoạn đã xảy ra ở các cơ sở nhiên liệu và năng lượng dân sự nằm trên đất của các quận Smolensk và Yatshevki thuộc tỉnh Smolensk. Theo ông Anokhin, rất có thể đó là hậu quả của cuộc tấn công của đối phương và bộ tình huống khẩn cấp liên bang nga đang xử lý hậu quả ở hiện trường liên quan tới vụ việc tờ ukrainska pravda ngày 24 tháng 4 năm 2024 dẫn thông tin là các báo cáo của người dân địa phương cho biết thêm một nhà máy lọc dầu ở tỉnh smolensk đang bốc cháy về phần mình tờ euro maiden press chỉ rõ kho chứa dầu của tập đoàn dầu khí lớn rosneft ở yasevo tỉnh smolensk cách biên giới ukraine khoảng 126 km đã bốc cháy sau cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái uav và người dân địa phương cho biết có ít nhất 5 vụ nổ đã xảy ra. Kể từ tháng 1 năm nay, Ukraine đã tiến hành một loạt vụ tập kích tầm xa bằng UAV cảm tử vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm cả kho dầu mỏ và nhà máy lọc dầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei sugo nhận định, động thái này nhằm mục đích gây ấn tượng với các nước phương Tây ủng hộ Kiev trong bối cảnh quân Ukraine không đạt mấy tiến bộ trên tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Nga đang đối mặt với các vấn đề khác. Nhiều nhà máy lọc dầu được sản xuất với các bộ phận của phương Tây để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang thị trường châu Âu trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Trong khi đó, chuyên gia Kennedy cho biết hiện nay các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối với Nga đang cản trở quá trình bảo trì nhà máy lọc dầu. Ngoài ra, lũ lụt lớn ở Nga cũng buộc nhà máy lọc dầu Osk ở Urans phải tạm dừng sản xuất vào tuần trước. Giới quan sát đặt ra một câu hỏi rằng liệu Ukraine sẽ tiến xa hơn như thế nào trong các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng của Nga? Haley Macroft, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ABC Capital Markets nói, nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công, điều này có thể gây ra thách thức nhiều hơn đối với Nga. Ukraine có thể đang đi trên dây khi tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Việc này có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng cao, điều mà Mỹ hay các nước châu Âu không mong muốn. Nếu Ukraine gia tăng các đòn tập kích nhằm vào kho dầu của Nga, giá dầu có thể tăng cao hơn nữa. Theo Financial Times, các quan chức cấp cao của cơ quan an ninh nhà nước Ukraine đã nhận được nhiều lời kêu gọi từ chính phủ Mỹ yêu cầu ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẵn sàng tuân theo Mỹ về vấn đề này. Đầu tuần này, cơ quan tình báo quân sự Ukraine thông báo rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga sẽ tiếp tục mở rộng. Chuẩn tướng Oleksandr Pipnenko, chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraine, mới đề nhận định Nga có thể triển khai từ 2 đến 3 hướng tiến công nghi binh và tập trung lực lượng vào một hướng tấn công chính. Tướng Pipnenko nói, Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương sẽ gây ra những bất ngờ khó chịu và tiến công vào khu vực mà chúng tôi không lường tới. Tuy nhiên, họ sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Ông Pitnenko cho rằng Nga trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập kích, phá hủy hạ tầng trọng yếu tại Kharkov và có thể mở hướng tấn công nhà vào thành phố lớn thứ hai Ukraine, nhưng sẽ phải mất vài năm để kiểm soát đô thị này. Ông cũng thừa nhận thấy trước một số khó khăn mà quân đội Ukraine phải đối mặt, song khẳng định Nga không thể giành được những thắng lợi mang tính quyết định. Ông Pitnenko nói, có lẽ họ sẽ đạt được từ 10 đến 15% mục tiêu đề ra. Nhưng đây không phải một thắng lợi chiến lược. Lực lượng Nga gần đây tiến công trên nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến ra 1.000 km và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nga giành lợi thế đáng kể trong những tháng vừa qua khi nguồn viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine bị đình trệ. Kiev hy vọng có thể chặn được đà tiến này sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nước phương Tây cũng dục dịch tăng cường viện trợ cho Kiev. Nhiều người Ukraine tin rằng gói viện trợ đã đến kịp thời vào giữa giai đoạn khó khăn nhất khi Nga đã được nhiều bước tiến dọc chiến tuyến và đẩy mạnh tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của nước này. Katerina Ruda, công dân Ukraine 43 tuổi, nói sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu, Tôi nghe Tổng thống nói rằng chúng tôi có thể thua nếu không có gói viện trợ này. Cảm ơn rất nhiều và đây là một ngày tuyệt vời. Dự luật viện trợ cho Ukraine sẽ cần được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Quá trình này dự kiến diễn ra nhanh chóng vì ít có khả năng vấp phải phản đối nhờ Hạ viện. Ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đang trên X. Người dân Ukraine chân thành biết ơn Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cần chờ đợi thêm ít nhất vài tuần trước khi thấy được tác động trực tiếp từ gói viện trợ. Trong khi đó, nhiều người đã chuẩn bị tâm lý cho đợt tăng cường tấn công của Nga trong thời gian tới. Họ tin nước Nga giận dữ có thể tìm cách trừng phạt Ukraine nhiều hơn trước khi Kiev nhận được thêm tên lửa phòng không, thiết giáp, đạn pháo Cuộc xung đột Nga Ukraina ngày qua tiếp tục nóng khi có tới 71 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp các chiến tuyến. Theo tờ Zkief The Independent ngày 23 tháng 4, phát ngôn viên nhóm tác chiến khu vực Khotysia thuộc tỉnh Zaporizhia, Ukraina, ông Nava Volosin cho biết các lực lượng Nga đang triển khai vũ khí hóa học trong lúc cố gắng chiếm làng Ocheretin thuộc tỉnh Donetsk. Trong một bài đăng trên Telegram, ông Volosin cho biết Quân đội Nga đang sử dụng toàn bộ kho vũ khí có sẵn, bao gồm cả chất độc hóa học, để tấn công các vị trí của Ukraine. Phía Ukraine nói đã ghi nhận hàng trăm trường hợp Nga sử dụng lựu đạn khói và hơi cay trên chiến trường Ukraine. Tần suất sử dụng tăng lên đáng kể kể từ đầu năm 2024. Vào hồi tháng 2, Ukraine cũng cáo buộc Nga sử dụng hóa chất độc hại trong hơn 200 cuộc tấn công trên chiến trường chỉ trong tháng 1 một sự gia tăng mạnh mẽ việc sử dụng loại hình vũ khí này kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tướng Oleksandr Tanapsky, chỉ huy nhóm tác chiến Tapria đóng ở phía đông nam cho rằng quân đội Nga đã vận chuyển đạn dược chứa hóa chất bằng máy bay không người lái và trong đó ông này đề cập đến chloropicrin, chất được sử dụng làm khí độc trong thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine và cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng chúng, điều mà Kiev cũng phủ nhận. Cả hai bên đều không đưa ra được bằng chứng với các cáo buộc nêu trên. Các loại khí như hơi cay được phân loại là vũ khí hóa học khi được triển khai trên chiến trường và bị cấm trong chiến tranh theo nghị định thư Geneva năm 1925. Ở diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS, ngày 23 tháng 4, phó cục trưởng cục chính trị quân sự nga api Alaudinov cho biết rằng các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Akmat và lữ đoàn 4 quân khu 2 quân đội nga đã chiếm được một số thành trì của Ukraine ở khu định cư Kleszczewka thuộc Donetsk. Ông Alaudinov viết trên Telegram rằng các binh sĩ của đơn vị lực lượng đặc biệt Akmat cùng với các binh sĩ của lữ đoàn 4 quân khu 2 đã phá hủy nhiều thành trì của đối phương và kiểm soát chúng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua, quân đội Nga phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không MIM-23 Huk do Mỹ sản xuất. Bộ này cho biết các lực lượng máy bay tác chiến, chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không MIM-23 Huk do Mỹ sản xuất và kho lưu trữ UAV của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 của Ukraine. Trong ngày qua, lực lượng Nga gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 115 khu vực khắp chiến tuyến tính riêng mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến, nhiều binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng là nơi chứng kiến nhiều đợt oanh kích của Nga vài tuần gần đây. Nga từng kiểm soát khu vực rộng lớn ở tỉnh Kharkov trong vài tuần sau khi phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine trước khi bị Ukraine đẩy lùi. Nằm sát biên giới với Nga, Kharkov được cho là địa điểm chiến lược quan trọng Ukraine phải giữ Thực tế, kể cả khi bị đẩy lùi, các lực lượng Nga vẫn tấn công thành phố này bằng tên lửa và máy bay không người lái drone, cũng như bắt đầu sử dụng bom dẫn đường. Những ngày qua, Kharkov với hơn 1 triệu dân đang hầu như tê liệt vì các cuộc không kích của Nga. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi các nỗ lực quốc tế cấp tốc trong việc gửi hệ thống phòng không cho Ukraine và khẳng định Nga đang muốn săn phẳng Kharkov. Và mới đây nhất, Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Joe Biden rằng Nga rõ ràng có ý định biến Kharkov thành nơi không thể sống được. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng Kharkov đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thiết lập các vùng phi quân sự như một cách để đẩy giao tranh càng xa biên giới Nga càng tốt. Trước đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Mục tiêu của ông Putin là đưa lãnh thổ nước Nga ra khỏi tầm bắn của vũ khí Ukraine và các hệ thống tầm xa được các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev. Vũ khí có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine hiện nay là tên lửa Storm Shadow với tầm bắn lên tới 300 km. Kharkov là một trong những thành phố mà ông Putin đưa vào danh sách các khu vực phi quân sự giả định này. Tỉnh Kharkov giáp biên giới với khu vực Belgorod của Nga, trong khi thành phố Kharkov cách biên giới Nga khoảng 40 km thành phố này và tỉnh cùng tên có giá trị cả về mặt chiến lược lẫn biểu tượng đối với ông Putin. Phần lớn dân số Kharkov nói tiếng Nga. Trong quá khứ, từ năm 1919 đến năm 1934, Kharkov là thủ đô của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine trước khi chuyển giao vai trò này cho Kiev. Thực thể này kết thúc vai trò lịch sử vào năm 1991. Vì vậy, ISVK cho rằng để lập một vùng đệm an ninh sâu 15 km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn đòi hỏi lực lượng lớn hơn được trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay. Trang Avia Pro dẫn một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaludny đã bị cơ quan an ninh Ukraine SBU bắt giữ. Theo trang này, vụ bắt giữ liên quan đến tình hình an ninh trong nước vì văn phòng Tổng thống lo ngại có thể xảy ra một cuộc đảo chính. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi tướng Valery Zaludny từ chối đảm nhiệm chức vụ đại sứ Ukraine tại Anh. Kênh Resident cho biết, tướng Zaludny bị SBU giam giữ từ một tháng trước và đang được canh phòng nghiêm ngặt do văn phòng tổng thống Ukraine muốn thuyết phục ông đồng ý làm việc tại London và từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống. Cũng theo kênh Resident, ông Andriy Yamak, tránh văn phòng tổng thống Ukraine, đã chỉ thị cho SBU phải nhận được sự đồng ý công khai của tướng Zaludny về việc nhận làm đại sứ tại Anh nhằm ngăn cựu chủ huy quân đội này tham gia cuộc bầu cử tổng thống Ukraine một số quan chức Ukraine lo ngại ông Zaludny có thể dùng chức vụ và quyền hạn để tổ chức những hành động chống lại giới lãnh đạo hiện nay của Ukraine. Tướng Valery Zaludny được cho là người đứng sau phần lớn các hành động quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông giữ vị trí tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 7 năm 2021 và tới tháng 2 năm 2024 bị sa thải với lý do Kiev cần đưa ra những cách tiếp cận mới và chiến lược mới trong xung đột với Nga. Việc sa thải tướng Zaluzny diễn ra sau khi có tin ông và Tổng thống Zelensky bất đồng quan điểm trong vấn đề quân sự suốt nhiều tháng. Nhà lãnh đạo Ukraine còn được cho ngày càng cảnh giác trước vị tướng nổi tiếng và coi ông là đối thủ chính trị tiềm năng. Trong khi đó, tại Nga, giới chức nước này thông báo bắt Thứ trưởng Quốc phòng Ivanov vì bị tình nghi nhận hối lộ, tội danh có thể lĩnh án tù 15 năm. Ủy ban điều tra Liên bang Nga, SKR, ngày 23 tháng 4 cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị bắt vì tình nghi phạm tội nhận hối lộ theo khoản 6, điều 290 bộ luật hình sự Nga. Các hoạt động điều tra cần thiết đang diễn ra. SKR chưa công bố chi tiết về số tiền mà ông Ivanov đã nhận. Truyền thông Nga đưa tin, ông Ivanov bị nghi nhận hối lộ ít nhất 1 triệu rúp, hơn 10.000 đô la Mỹ và có thể phải đối mặt với án tù 15 năm nếu bị kết tội. Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Sergei Shoigu đã được thông báo về vụ bắt ông Ivanov. Ông Ivanov 48 tuổi có thể là quan chức cấp cao nhất của Nga phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ từ khi xung đột giữa nước này với Ukraine bùng phát tháng 2 năm 2022. Cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga, Dmitry Rogozin thừa nhận trong một thông báo giữa bối cảnh cuộc đua giành ưu thế về UAV đang diễn ra sau hơn 2 năm xung đột ở Ukraine, Kiev đã tăng tầm hoạt động và khả năng tàng hình của các UAV Baba Yaga. Ông Rogozin cho hay, chúng tôi sẽ phá hủy chúng sau đó khi chúng tôi nghiên cứu về các thói quen, lộ trình và chiến thuật của chúng. Điều quan trọng không phải là bắn hạ UAV, mà là loại bỏ những người điều khiển chúng bằng cách tìm ra nơi ẩn náu của họ. Các lực lượng của Nga đã phát hiện ra các UAV đang lao tới bằng cách sử dụng camera nhìn đêm đặt quanh rìa các vị trí của họ, thay vì lắng nghe hướng tiếp cận của UAV. Theo ông, đối với các máy bay không người lái, chúng ta không thể nghe được, nhưng có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi chụp ảnh nhiệt ở khoảng cách vài km. Ông Rogozin trước đó có các UAV Baba Yaga là những phương tiện cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga, được triển khai theo cặp cùng với các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Chuyên gia Samuel Bendet thuộc tổ chức CNA của Mỹ nói với Newsweek hồi đầu tháng này rằng các UAV được cho là một máy bay không người lái nông nghiệp đã được điều chỉnh, thường được thiết kế dưới dạng máy bay 4 cánh, 6 cánh hoặc bạch tuộc. Nga đang cố gắng sản xuất các UAV tương ứng của riêng mình, nhưng hiện chưa có loại tương tự như Baba Yaga ông Bendet tiết lộ và đánh giá, Ukraine là chuyên gia trong việc điều khiển các UAV này. Ông Rogozin thừa nhận tiến bộ của Ukraine về công nghệ UAV, rằng đây không còn là việc biến UAV nông nghiệp thành UAV chiến đấu nữa, mà là một dạng UAV hạng nặng, loại trực thăng riêng có động cơ điện và pin mạnh mẽ để tăng tầm hoạt động. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển UAV nhanh chóng và thường mang tính đổi mới, khiến cả Kiev và Moscow không ngừng nỗ lực để vượt mặt đối phương. UAV đã đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, Ukraine liên tục dùng UAV để tấn công các cơ sở hạ tầng nằm sâu bên trong Nga. Trong những tuần gần đây, trọng tâm của các cuộc tấn công này chuyển sang các nhà máy lọc dầu, khiến Nga đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine. UAV thường được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, với nhiều loại trong số đó được thiết kế để hướng tới mục tiêu và phát nổ, thu thập thông tin tình báo hoặc dẫn đường cho các cuộc tấn công pháo binh. Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, người đứng đầu các nỗ lực sử dụng UAV của Ukraine cho biết, các phương tiện này đôi khi hoạt động hiệu quả hơn cả hệ thống pháo. Xung đột đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện không người lái trên mặt đất, trên không và dưới nước. Moscow và Kiev được cho là đã tiêu diệt hàng trăm UAV của nhau mỗi ngày. Trước thực trạng, các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU, sở hữu hệ thống phòng không Patriot, tỏ ra do dự trong việc cung cấp hệ thống cho Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Makarova cho biết trong một bài trả lời phỏng vấn với European Pravda mới đây Ukraine đang thúc đẩy Mỹ nhằm hợp tác sản xuất hệ thống phòng không Patriot để đối phó với hỏa lực từ Nga. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine cần 25 hệ thống Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nhưng Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết, ông đang tập trung vào việc vận động đồng minh viện trợ 7 tổ hợp để bảo vệ các thành phố lớn nhất Ukraine. Theo đại sứ Makarova, hợp tác sản xuất Patriot là một trong những vấn đề hàng đầu được thảo luận trong chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky. Đại sứ nói, đây là một nhiệm vụ chiến lược toàn cầu quan trọng và là một hoạt động hợp tác kinh tế, nhưng nó cũng là hoạt động gia tăng khả năng chiến đấu và sản xuất những vũ khí mà Ukraine cần ngay lập tức. Đại diện các doanh nghiệp Ukraine và Mỹ được cho là đã gặp nhau để thảo luận về đầu tư và hợp tác, không chỉ về vũ khí mà còn về các nguyên liệu cần thiết để bắt đầu quá trình hợp tác sản xuất. Quan chức Makarova cho hay, chúng ta nên bắt đầu tự sản xuất nhiều sản phẩm, ít nhất là linh kiện và nhiều nhất là những sản phẩm đã hoàn thiện. Sở dĩ Ukraine khao khát có được hệ thống Patriot bởi vì hệ thống này từng ghi điểm với không quân nước này. Hồi tháng 11 năm ngoái, phát ngôn viên Yuri Inat của không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã bắn hạ 5 máy bay Nga tại vùng Bryansk của Nga vào ngày 13 tháng 5. Hệ thống Patriot do hãng Raytheon của Mỹ sản xuất và đã được cung cấp cho Ukraine tầm ngăn chặn mục tiêu xa đến 80 km. Theo ông Inat, các máy bay Nga bị bắn hạ gồm một chiếc tiêm kích ném bom Su-34 một tiêm kích đa năng Su-35, hai trực thăng Mi-8 MTPR-1 phòng không và một trực thăng Mi-8. Ông Inat nói, nhờ các hành động quyết đoán không theo chuẩn mực, các hệ thống phòng không Patriot đã phá hủy 5 máy bay trong 5 phút tại trục Bryansk, từ nơi chúng được sử dụng để oanh tạc các vùng miền Bắc của chúng ta với bom dẫn đường. Patriot là hệ thống tên lửa dẫn đường có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Mỗi khẩu đội bao gồm một hệ thống phóng gắn trên xe tải với 8 bệ phóng, mỗi bệ có thể chứa tối đa 4 tên lửa đánh chặn, một hệ thống radar mặt đất, một trạm điều khiển và một máy phát điện. Ngoài tính hiệu quả cao, một trong những lợi thế chính của các hệ thống do Mỹ sản xuất là quân đội Ukraine đã được đào tạo để sử dụng chúng. Tuy nhiên, để sản xuất một hệ thống Patriot cần nhiều thời gian, có thể lên tới 2 năm. Chính vì vậy, một số quốc gia không muốn cho đi. Đức hiện có 12 hệ thống nhưng đã cung cấp 3 chiếc cho Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine, có hai hệ thống và cần chúng để phòng thủ. Tình trạng thiếu đạn dược trong những tháng qua khiến lực lượng Ukraine gặp nhiều bất lợi và tạo cơ hội cho Nga gia tăng lợi thế trên chiến trường. Ngay khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ sau nhiều tháng trì hoãn, nhiều người Ukraine cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều người Ukraine tin rằng gói viện trợ này như cơn mưa rào giữa nắng hạn, đến vào giữa giai đoạn khó khăn nhất khi Nga đạt nhiều bước tiến dọc chiến tuyến và đẩy mạnh tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng, dân sự của nước này. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cần chờ thêm ít nhất vài tuần nữa trước khi thấy được tác động trực tiếp từ gói viện trợ. Trong khi đó, nhiều người đã chuẩn bị tâm lý cho đợt tăng cường tấn công của Nga trong thời gian tới. Họ tin nước Nga giận dữ có thể tìm cách tấn công Ukraine nhiều hơn trước khi Kiev nhận được thêm tên lửa phòng không, thiết giáp, đạn pháo. Kênh Military Summary cho biết, hôm 23 tháng 4, quân đội Nga thông báo đã chiếm được Ocheritino thì hôm 24 tháng 4 tiếp tục có tin về việc các đơn vị xung kích Nga tiến vào Novo Bắc Mutoka, cũng như ở phía Bắc Adipka. Như vậy là có thêm một thành trì nữa của Ukraine thất thủ. Sự sụp đổ trên mặt trận diễn ra quá nhanh và quá trình này không còn được kiểm soát. Trong hai tuần qua, lực lượng Moscow đã đột phá thêm được 8 km, giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm. Đặc biệt, việc chiếm được Ocheritino cực kỳ quan trọng bởi ngôi làng này có độ cao thống trị toàn bộ khu vực và sẽ tạo cơ hội cho lực lượng Nga phát triển ra mọi hướng. Kênh Riba đưa tin, trong suốt 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu, trong đó có Kharkov, Poltava, Odessa và Dnipro bằng tên lửa, bom lượn và UAV cảm tử. Trong khi đó, ngày 23 tháng 4, phát biểu trước các con chức quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow sẽ tăng cường tấn công vào các căn cứ lưu trữ của Ukraine, nơi chứa vũ khí do phương Tây cung cấp. Moscow đã xóa bỏ huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây và lực lượng Nga đã giành được thế chủ động dọc theo mặt trận chiến đấu dài 1.000 km. Ông Shogu cho biết, đối phó với các mối đe dọa do Mỹ và các đồng minh gây ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện thành phần và cơ cấu của lực lượng vũ trang, đồng thời tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự phổ biến nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây. Tối ngày 23 tháng 4, Thượng viện Mỹ phê chuẩn 4 dự luật viện trợ nước ngoài có tổng giá trị 95 tỷ đô la Mỹ với kết quả 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Động thái đã kết thúc nhiều tháng dự luật bị mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ do sự cản trở của các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện. Đây có thể là đợt viện trợ cuối cùng cho Ukraine trước khi Mỹ tổ chức bầu cử Tổng thống và lưỡng viện Quốc hội vào tháng 11. Dự luật chi tiêu cung cấp 60,84 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel, 8,12 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong gói viện trợ cho Ukraine, khoảng 23 tỷ đô la Mỹ sẽ được Mỹ sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí, tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tài cho Ukraine. 14 tỷ đô la Mỹ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép lầu năm góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ và chuyển cho Kiev. 11 tỷ đô la Mỹ sẽ dành để tài trợ cho hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực. Khoảng 8 tỷ đô la Mỹ dành cho hỗ trợ phi quân sự, giúp chính phủ Ukraine duy trì các hoạt động cơ bản như trả lương và lương hưu. Ngoài khoản viện trợ cho các đồng minh, Gói chi tiêu này cũng bao gồm điều khoản chuyển tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho rằng khoản viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ sẽ củng cố sức mạnh cho Ukraine và gửi tới Nga tín hiệu mạnh mẽ rằng đây sẽ không phải là Afghanistan thứ hai. Theo hãng tin Reuters, ngày 23 tháng 4, Ukraine cho biết đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với những công dân Nam trong độ tuổi đi nghĩa vụ nhưng đang sinh sống ở nước ngoài, không chịu trở về Ukraine để phục vụ đất nước trong cuộc xung đột với Nga. Theo đó, việc đình chỉ sẽ khiến những nam giới trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự đang sinh sống tại nước ngoài không thể gia hạn hộ chiếu hết hạn, lấy hộ chiếu mới hoặc nhận các giấy tờ như chứng nhận kết hôn. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 5 khi đạo luật về nghĩa vụ quân sự ở Ukraine có hiệu lực, Ukraine tuần trước đã thông qua đạo luật nghĩa vụ quân sự để tìm cách huy động dân sự vào lực lượng vũ trang một cách hiệu quả hơn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kyiv sẽ sớm đưa ra lời giải thích về việc đình chỉ này trong bối cảnh Ukraine đang thực hiện lệnh huy động quân cho cuộc đối đầu với Nga. Đăng tải trên mạng xã hội X, ông Kuleba nói ông đã ra lệnh thực hiện các biện pháp nhằm lập lại việc đối xử công bằng đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Ông Kuleba viết, việc ở nước ngoài không làm giảm nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc. Theo Reuters, hàng trăm nghìn nam giới Ukraine trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự đang sống ở nước ngoài, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ nghiêm trọng trên chiến trường. Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính có khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc liên minh châu Âu EU tính đến tháng 1 trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành. Trước đó vào tháng 2, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ký lệnh cho phép người nước ngoài tham gia vào lực lượng vệ binh quốc gia nước này khi giao tranh với Nga kéo dài. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết công dân nước ngoài giờ đây có thể gia nhập vệ binh quốc gia Ukraina, giữa lúc Kyiv hy vọng sẽ củng cố lực lượng vũ trang cho cuộc chiến tiêu hao với Nga người nước ngoài có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng với tư cách là binh nhì, trung sĩ và sĩ quan. Ứng viên nộp đơn phải trải qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc, đánh giá chuyên môn, tâm lý và đạt tiêu chuẩn thể lực do Bộ Nội vụ Ukraine quy định. Phụ nữ nước ngoài cũng có thể được tuyển dụng để tham gia nghĩa vụ quân sự nếu có vị trí phù hợp còn trống. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố ước tính mới nhất về tổn thất trên chiến trường của Ukraine. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Kể từ khi bắt đầu xung đột đến nay, tổn thất quân lực của Ukraine đã lên tới gần 500.000 người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, Nga đang nắm thế chủ động ở tiên tuyến và đang đẩy lùi đối phương, tạo áp lực ngăn không cho quân đội Ukraine giữ vững các vị trí phòng thủ. Bên cạnh đó, ông Shoigu ca ngợi năng lực sản xuất quốc phòng và khả năng điều chỉnh chiến thuật của Nga cho phù hợp với tình hình. Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở hậu cần và kho vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, sáng 24 tháng 4, Thượng viện Mỹ biểu quyết thông qua 4 dự luật về quốc phòng với số phiếu áp đảo, 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống. 4 dự luật trên gồm gói ngân sách viện trợ cho Ukraine trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ, gói ngân sách viện trợ cho Israel và công tác nhân đạo cho người dân tại các vùng xung đột trên thế giới trị giá 26 tỷ đô la Mỹ gói ngân sách trị giá 8,12 tỷ đô la Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc ở khu vực Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, bao gồm viện trợ cho Đài Loan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông rất biết ơn các nhà lập pháp Mỹ vì đã phê duyệt viện trợ quan trọng cho Ukraine. Ông viết trên Telegram rằng cuộc bỏ phiếu này củng cố vai trò của Mỹ như một ngọn hải đăng của nền dân chủ và là nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Mặt khác, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện dự đoán rằng Quốc hội sẽ xoay chuyển tình thế khi thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đối thủ nước ngoài khác rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và các đối tác nước ngoài khác. Lãnh đạo phe đa số Đảng Dân Chủ Chuck Schumer phát biểu trong cuộc họp báo sau bỏ phiếu rằng dự luật an ninh quốc gia này là một trong những biện pháp quan trọng nhất mà Quốc hội đã thông qua trong một thời gian rất dài nhằm bảo vệ an ninh Mỹ và an ninh của nền dân chủ phương Tây. Trước đó, ông Schumer có nói cầu mong ông Vladimir Putin hối hận vì ngày ông ta đặt câu hỏi về quyết tâm của Mỹ. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quân đội Nga đang liên tục tiến công và gói viện trợ của Mỹ sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường. Nhấn mạnh điều này sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho Ukraine và khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Được biết, gói viện trợ này có thể là gói viện trợ cuối cùng được phê duyệt cho Ukraine cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 cho các vị trí ở Nhà Trắng, Hạ Viện và một phần ba ghế Thượng Viện phần lớn sự phản đối hỗ trợ an ninh ở cả Hạ viện và Thượng viện đều đến từ các đảng viên Cộng hòa có quan hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một người hoài nghi về viện trợ Ukraine, người đã nhấn mạnh chính sách nước Mỹ trên hết khi ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. NATO đã thông báo tổ chức diễn tập quân sự ở Phần Lan, nước láng giềng Nga kể từ ngày 26 tháng 4 Phần Lan là một trong hai nước được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Về kế hoạch tập trận sắp diễn ra của NATO ở Thụy Điển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa qua tuyên bố NATO đang tiếp tục diễn tập quân sự tại một quốc gia từng trung lập, một nước tham gia được tôn trọng trong các cuộc thảo luận về tăng cường ổn định và an ninh. Các cuộc tập trận gần biên giới Nga có tính chất thách thức, nhằm gây áp lực đối với Nga thông qua việc phô trương sức mạnh quân sự. Bà Zakharova khuyến cáo các cuộc tập trận như vậy của NATO đang làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự tiềm ẩn, đồng thời khẳng định Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động gây hấn tập thể của phương Tây. Sputnik dẫn lời người phát ngôn lưu ý, Nga chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết về chính trị, quân sự và kỹ thuật để chống lại các mối đe dọa đối với khả năng phòng thủ của đất nước. Cũng trong diễn biến liên quan, Trước đó NATO cũng từng phát động cuộc tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh nhằm chuẩn bị cho tình huống quân đội Mỹ tăng cường cho các đồng minh châu Âu ở các quốc gia giáp Nga và ở sườn phía đông của Liên minh nếu xung đột bùng phát với một kẻ địch gần ngang hàng quân sự. Cuộc tập trận quân sự mang tên Steadfast Defender 2024, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân nhân được huấn luyện ở một số nước châu Âu bao gồm Ba Lan, nước láng giềng của Nga. Steadfast Defender 2024 là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận đã tăng hơn gấp đôi quy mô kể từ khi được công bố vào năm ngoái và được lên kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga. Theo sát tình hình của NATO, bà Zakharova cho rằng cuộc tập trận của NATO mang tính chất thách thức. Bà cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO, bất chấp lo ngại xung đột toàn cầu sẽ leo thang nếu Nga giành chiến thắng trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Mỹ và Nga tiếp tục có những bất đồng về vấn đề vũ khí hạt nhân trong không gian. Ngày 22 tháng 4, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khi cơ quan này bỏ phiếu về một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Theo một số nhà ngoại giao, Nga được cho là sẽ ngăn chặn dự thảo nghị quyết này. Động thái trên của Mỹ được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Moscow đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh để đưa vào không gian. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã phủ nhận cáo buộc này. Trong một tuyên bố chung trước đó, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Linda Thomas, và đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc, Yamazaki Kazuoki cho biết, họ đã đàm phán với các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an về văn bản dự thảo trong 6 tuần. Văn bản này khẳng định một số nghĩa vụ của các quốc gia tuân thủ hiệp ước không gian vũ trụ và kêu gọi những quốc gia này đóng góp tích cực vào mục tiêu sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và ngăn chặn các cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 cấm các bên ký kết, bao gồm Nga và Mỹ, đặt trên quỹ đạo trái đất bất cứ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Nga và Trung Quốc đang lên kế hoạch đầu tiên nhằm đưa ra một số sửa đổi cho cuộc bỏ phiếu tại hội đồng. Việc sửa đổi này lặp lại một kiến nghị cho năm 2008 của hai quốc gia về một hiệp ước cấm bất cứ vũ khí nào ngoài không gian, cùng các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể ngoài không gian. Theo các nhà ngoại giao, việc sửa đổi dự kiến sẽ không được thông qua. Việc sửa đổi và dự thảo nghị quyết đều yêu cầu ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phủ quyết nào từ Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp để được thông qua. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, nếu không có sửa đổi của chúng tôi, dựa trên nghị quyết của Đại hội đồng được thông qua vào tháng 12 năm 2023, dự thảo do Mỹ đưa ra sẽ không công bằng, gây tổn hại và bị chính trị hóa. Đồng thời ông Polyansky cho rằng, điều này cũng sẽ làm suy yếu thể chế pháp lý của Hiệp ước Không gian Vũ trụ theo ông Puliansky, tất cả các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này đều nên được xem xét bởi tư cách thành viên đầy đủ của các quốc gia thành viên của hiệp ước này, chứ không phải chỉ có các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các quan chức tình báo của Mỹ cho rằng, Nga có khả năng đặt một quả bom hạt nhân có bức xạ điện tử trong không gian và nếu được kích nổ, nó sẽ vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh rộng lớn. Dù vậy, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Nga hiện vẫn chưa triển khai vũ khí như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 4 khẳng định Nga phản đối triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Các chính phủ ngày càng coi các vệ tinh trong quỹ đạo trái đất như một tài sản quan trọng, giúp tạo ra một loạt năng lực quân sự trên trái đất với thông tin liên lạc trong không gian và máy bay không người lái kết nối với vệ tinh trong xung đột ở Ukraine là những minh chứng gần đây về vai trò to lớn của không gian trong chiến tranh hiện đại. Theo giới quan sát đánh giá, ông Trump đang phải đối mặt với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm. Việc bị tòa hình sự New York kết án sẽ không ngăn được ông tham gia cuộc đua tổng thống, nhưng nó vẫn có thể tạo trở ngại rất lớn với chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông. Ông Stephen Saburt, giáo sư luật từ Đại học George Washington nhận xét, nếu ông ấy bị kết án với 34 tội danh, điều đó sẽ gây thiệt hại lớn ngay cả đối với một người nổi tiếng như ông Donald Trump. Các chuyên gia cho biết về mặt pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử ngay cả khi bồi thẩm đoàn quyết định kết tội ông gian lận hồ sơ kinh doanh. Hiến pháp Mỹ không cấm những người bị kết tội hình sự ra tranh cử tổng thống. Cựu tổng thống bị truy tố vào năm ngoái về các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến việc xử lý sai tài liệu mật sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trong một vụ án ở Georgia, ông và các bị cáo khác bị cáo buộc có âm mưu làm thay đổi kết quả bỏ phiếu tại bang này. Tổng thống Biden chắc chắn phải tận dụng những gì đang diễn ra. Leif nói, song lưu ý rằng ông chủ nhà trắng đương nhiệm cũng cần cảnh giác trước những cáo buộc săn phù thủy từ đối thủ của Đảng Cộng hòa. Có lẽ phải mất một thời gian nữa, bồi thẩm đoàn Manhattan mới đưa ra quyết định có kết tội ông Trump hay không. Phiên tòa dự kiến kéo dài vài tuần và có thể xảy ra những rắc rối về mặt pháp lý cũng như chậm trễ trong quá trình xét xử. Theo giới quan sát, nếu bồi thẩm đoàn quyết định kết tội, cựu Tổng thống Trump có khả năng phải ngồi tù đều sẽ cản trở đáng kể nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng của ông. Tổng thống Mỹ có thể tự ân xá cho mình với các tội danh liên bang nhưng sẽ không thể làm vậy với án tù do tòa án cấp bang phán quyết. Phần lớn các chuyên gia dự đoán vụ án chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm sẽ kết thúc trước ngày bầu cử và một số người nói rằng nhiều khả năng một bản cáo trạng hình sự khác của ông Trump sẽ được chuyển tới bồi thẩm đoàn trước tháng 11. Trước các rắc rối pháp lý, Ngân sách tái tranh cử của ông Trump đã sụt giảm đáng kể, trong khi đối thủ của ông, Tổng thống Joe Biden, thu được bộn tiền trong tháng 3 vừa qua. Save America, một ủy ban hành động chính trị (PAC) do ông Trump thành lập và kiểm soát để gây quỹ cho các hoạt động chính trị, sau khi thua ông Biden năm 2020 đã chi 3,6 triệu đô la Mỹ cho các luật sư trong tháng 3 vừa qua. Trong cùng thời gian, ủy ban này chỉ nhận được 10.000 đô la Mỹ từ các nhà tài trợ. Nhận được ít nhưng chi lại nhiều. Save America đã phải xoay sở bằng cách thu hồi 5 triệu đô la Mỹ mà trước đó họ đã cấp cho một siêu PAC hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump là MAGA. Theo hãng tin Reuters, tính đến thời điểm hiện tại, Save America đã thu hồi được hơn 52 triệu đô la Mỹ trong số 60 triệu đô la Mỹ trước đó đã trao cho MAGA. Điều này làm giảm đáng kể số tiền mà MAGA có sẵn cho các quảng cáo truyền hình ủng hộ ông Trump. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Ông Trump và ông Biden đang trong một cuộc đua xít sao về tỷ lệ ủng hộ cũng như số tiền gây quỹ. Trong cuộc duyệt binh gần đây kỷ niệm ngày quân đội, Iran đã phổ diễn hệ thống phòng không tầm xa Bava 373 có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không cách xa tới 300 đến 400 km. Được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 2019, Bava 373 kể từ đó đã được cải tiến để đối phó các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 theo các nguồn tin của Iran, Bava 373 được thiết kế để phát hiện và loại bỏ các máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường và thiết bị bay không người lái tiên tiến từ khoảng cách xa và độ cao. Hệ thống này bao gồm các thành phần như radar, cảm biến quang học, hệ thống chỉ huy và điều khiển để theo dõi và đánh chặn mục tiêu. Các thành phần chính của hệ thống Bava 373 bao gồm xe phóng Transporter Erector TEL, xe Mirage 4 được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AESA, công suất cao và nhiều hệ thống cảm biến khác. Iran giới thiệu phiên bản cải tiến mới nhất của Bava 373 trong cuộc duyệt binh ngày 17 tháng 4. Sự ra mắt của loại vũ khí này diễn ra khi căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục sau khi Tehran đáp trả cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Syria bằng cách phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa về phía Israel vào ngày 13 tháng 4. Tehran tuyên bố rằng khả năng của Bava 373 bản nâng cấp có thể so sánh với S-400 của Nga và các hệ thống Patriot và phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, thát của Mỹ. Hệ thống này sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa Sayat B-4 có thể nhắm mục tiêu vào các mục tiêu trong phạm vi 400 km và độ cao lên tới 32 km. Tên lửa Sayat B-4 là tên lửa đánh chặn hai giai đoạn sử dụng nhiên liệu rắn, có đầu dò mục tiêu nâng cao, hệ thống theo dõi, điều khiển và đầu đạn đã được hiện đại hóa. Những nâng cấp này được thiết kế để tăng phạm vi hoạt động, độ chính xác và hiệu quả của tên lửa đánh chặn chống lại nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường và thiết bị bay không người lái. Quân đội Iran tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ cũng có thể phát hiện và theo dõi máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adia thế hệ thứ 5 của không quân Israel do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Khi mô tả sự hiện diện của Bava 373 bản nâng cấp trong cuộc duyệt binh tuần trước, Trang tin quân sự của Mỹ có tên báo cáo lực lượng tác chiến đặc biệt Sofrep đã gọi hệ thống này là một sự phát triển đáng kể đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, thể hiện cả khả năng tự cung tự cấp ngày càng tăng và khát vọng của nước này về một mạng lưới phòng không tiên tiến hơn. Sofrep lưu ý rằng các quan chức Iran đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về Bava 373 mới, bao gồm cả việc hệ thống này sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua năng lực hệ thống tên lửa S-400 tiên tiến của Nga. Nhưng có lẽ tuyên bố quan trọng nhất của Iran là hệ thống Bava 373 mới nhất có thể đánh chặn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35 Lightning của Lockheed Martin, được trang bị công nghệ tàng hình, được thiết kế để tránh sự phát hiện của radar. Sofret viết, ngoài ra, các nguồn tin của Iran báo cáo rằng Bava 373 bản nâng cấp tự hào có khả năng nâng cao phát hiện và theo dõi mục tiêu, cho phép nó xác định đồng thời tới 100 mục tiêu trên không và tấn công nhiều mối đe dọa bằng tên lửa Sayyad 4B. Trang web của Sofrep liệt kê các khả năng của Bava 373 bản cập nhật là có tầm bắn ấn tượng vượt quá 300 km và đạt độ cao 120 km. Nhưng họ cũng nói thêm rằng những tuyên bố của Iran về Bava 373 chưa được xác minh độc lập và cần phải thử nghiệm trong thế giới thực trước khi thực sự đánh giá khả năng của nó. Sofrep cho biết, mặc dù cần phải giải thích một cách thận trọng, việc ra mắt Bava 373 bản nâng cấp nhấn mạnh một điểm quan trọng, lĩnh vực quốc phòng của Iran đang trưởng thành một cách rõ ràng. Trang tin này cho rằng sự tăng trưởng trong lĩnh vực quốc phòng của Iran là do các lệnh trừng phạt quốc tế buộc Tehran phải dành nhiều nguồn lực hơn cho việc phát triển vũ khí trong nước. Theo Sofrep, một lý do khác là Iran có lịch sử hợp tác chiến lược với các nước như Nga và Trung Quốc và mặc dù có khả năng bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, những sự hợp tác này đã mang lại cho Iran sự chuyển giao công nghệ và kiến thức chuyên môn có giá trị trong các lĩnh vực như công nghệ tên lửa và hệ thống phòng không. Theo Sofrep việc ra mắt hệ thống Bava 373 nâng cấp trong cuộc duyệt binh ngày 17 tháng 4 tại Tehran có thể được thực hiện để gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ nhắm vào các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ở Trung Đông. Reuters ngày 24 tháng 4 dẫn các nguồn tin chính phủ Israel cho biết, sau nhiều tuần đàm phán với Mỹ về các biện pháp bảo vệ dân thường, Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều, mỗi lều có sức chứa từ 10 đến 12 người, để làm nơi cư trú cho những người sắp được sơ tán từ Rafah, một video lan truyền trên mạng cho thấy các dãy lều hình vuông màu trắng được dựng lên ở Khan Yunis, thành phố cách Rafah khoảng 5 km. Chính phủ Israel không lập tức đưa ra bình luận. Israel đã trì hoãn kế hoạch quân sự ở Rafah suốt nhiều tuần qua dưới sức ép từ Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Song lo lắng đã gia tăng trong những ngày gần đây khi quân đội Israel ngày càng phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng tiến vào Rafah. Chuẩn tướng Itzik Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của Israel hoạt động tại Gaza, nói trên đài truyền hình Khan rằng Hamas đã bị tấn công mạnh ở khu vực phía Bắc, họ cũng bị tấn công mạnh ở trung tâm giải Gaza và chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ bị tấn công mạnh ở Rafah. Ông cảnh báo Hamas nên giơ tay đầu hàng một khi Israel đưa quân đội đến Rafah. Ông nói Rafah sẽ không còn là Rafah của hôm nay, sẽ không còn đạn dược ở đó, sẽ không còn con tin ở đó. Quân đội Israel ngày 24 tháng 4 cho biết họ đã huy động hai lữ đoàn dự bị cho các nhiệm vụ ở Gaza. Dẫn lời các quan chức Ai Cập được thông báo về kế hoạch của Israel, báo The Wall Street Journal đưa tin Israel dự tính di chuyển dân thường từ Rafah đến Khan Yunis trong khoảng thời gian 2 đến 3 tuần. Sau đó Israel sẽ đưa quân đội vào Rafah, tăng dần số lượng theo thời gian và nhắm vào các địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Hamas trong một chiến dịch dự kiến kéo dài 6 tuần. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1,4 triệu người hiện đang sinh sống ở Rafah, nơi từng là thành phố chỉ 300.000 dân. Dân số tăng vọt là do các lực lượng Israel đã tấn công tất cả các khu vực khác của giải Gaza chật hẹp. Chỉ một tuần sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, quân đội Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người sống ở phía bắc Gaza sơ tán trong vòng 24 giờ khi cuộc tấn công của Tel Aviv bắt đầu. Hơn 1 triệu người bị dồn vào Rafah coi đây là nơi ẩn náu chính của người Palestine trong bối cảnh Israel xâm chiếm Gaza. Rafa cũng nằm gần Ai Cập và có cửa khẩu biên giới giúp cung cấp thực phẩm và nhiên liệu cho Gaza. Vì giải đất này giáp biển Địa Trung Hải ở phía tây và Israel ở phía đông, nên người dân ở đây không có chạm kiểm soát hoạt động nào khác để rời khỏi khu vực. Vào tháng 11 năm 2023, Ai Cập đã cho mở một phần cửa khẩu Rafa, cho phép những người bị thương nặng và người nước ngoài di chuyển sang Ai Cập vấn đề Rafa cũng có nguồn gốc lịch sử. Trở lại năm 1967, Israel đã gây chiến với Ai Cập, nước đã kiểm soát Gaza từ năm 1957 và Jordani, nước kiểm soát khu vực bờ Tây của người Palestine từ năm 1950. Israel nắm quyền kiểm soát các khu vực này sau chiến tranh 6 ngày năm 1967, nhưng đã buông bỏ một số quyền kiểm soát vào thập niên 1990 sau khi Hiệp định Oslo được ký kết với các nhà lãnh đạo Palestine. Tuy nhiên người Israel vẫn tiếp tục sống ở đó, gọi là người định cư. Chính phủ Israel đã rút các khu định cư vào năm 2005, tuyên bố của Tel Aviv cho biết mục đích của kế hoạch này là cải thiện an ninh và vị thế quốc tế của Israel trong trường hợp không có đàm phán hòa bình với người Palestine.